Hôm nay nhìn vào khuôn mặt của em thì có vẻ là rất là hốc hác. Từ hôm qua đến giờ thì có ăn được cơm không? Có một bát thôi. Ăn một bát thôi á? Ừ. Có, tối nào em cũng thấy nhớ bố. Tối nào cũng thấy nhớ bố á? Ừ. Giờ thì ông với bà cũng già rồi. Em bị ốm thế này, em nhìn thấy ông bà đi cắt cỏ thì em thấy tội. Em chỉ mong là khỏe, xong là không cho ông bà đi làm nữa. Em có muốn là mình được đi học lại không? Bây giờ nếu mà em đi thì ai cũng chê, bảo là không có bố mẹ. Ai cũng chê không có bố mẹ á? Vâng, thì em không đi. Và nếu mà đi thì không có ai ở nhà cắt cỏ. Trước khi đi em đi học không? Em muốn lúc đi học thì em chỉ muốn là ông với bà với bố mẹ ở nhà hạnh phúc luôn khỏe thì em được đi học. Em chỉ muốn như vậy. Và cháu được xin miến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tối hôm nay thì cháu Lực sẽ vào thăm em Quân một chút cô bác. Và trong thời gian này thì bố em vừa mất đấy cô bác. Thì có lẽ là tối nay thì cháu Lực sẽ vào là ngủ với em một hôm. Hiện tại bây giờ thì là gần 7 giờ thôi. Trước có mặt cô bác là hoàng hôn, là đang chuẩn bị lặn xuống rồi. Nhìn trông rất là đẹp cô bác. Không biết là ở dưới xuôi thì khí hậu thời tiết như thế nào, nhưng mà ở trên vùng cao này vào đến tầm 6-7 giờ này và khí hậu rất là trong lành đúng không bác. Ở xung quanh thì chỉ nghe được những cái tiếng mà dế kêu với lại tiếng giun kêu thôi. Đây thì bà con thì cũng đã chuẩn bị là một cái mồ gặt cho gia đình của mình rồi, và nhà em Quân cũng thế, chuẩn bị là sẽ thu hoạch những cái cây lúa đầu tiên mà của năm cho gia đình của mình cô bác. Như nhà em Quân thì được nằm ở đằng sau cái bụi chuối này cô bác này, một cái ngôi nhà mà rất là nho nhỏ, và bên trong thì ở dưới hẳn ở tận hẳn 4 người. Trước kia thì bố chưa mất thì còn có 5 người để ở với nhau, nhưng mà thời gian này thì bố của em cũng đã ra đi mãi mãi rồi, và bỏ lại trên đôi vai của em Quân một cái gánh nặng rất là lớn cô bác ạ. Có lẽ hôm nay là sẽ hôm đầu tiên mà cháu Lực ở lại với em Quân là muộn nhất cô bác. Bây giờ thì hiện tại cũng đã gần là 7 giờ rồi. Không biết là bây giờ em Quân ở trong nhà là làm cái gì. Chiều hôm nay thì cháu Lực lên trên nhà của em Sử có một chút công việc về cái phần là nện đất của em, thành ra là cháu không có đi vào nhà em Quân sớm được cô bác ạ. Như vừa mới bước vào thôi là nhìn thấy hai cái ngôi mộ mà còn rất là mới luôn cô bác. Ngôi mộ to hơn thì là ngôi mộ bố của em Quân, ngôi mộ mà nhỏ hơn là người mẹ của em Quân cô bác. Người mẹ của em Quân thì bỏ đi cũng rất là lâu rồi, và nghe tin là đã mất rồi. Cho nên là theo cái phong tục của người Nùng cô bác thì vẫn phải làm một cái ngôi mộ cho người mẹ. Mặc dù ở bên trong thì không có một cái xác nào đâu cô bác, chỉ là làm ngôi mộ không lên thôi, và gọi hồn về để làm cái phật ma chay. Thật sự ra mà nói, có những người bảo hàng xóm ở dưới kia bảo cháu Lực, bảo là cháu Lực không có sợ à mà lên muộn thế. Thưa bác thì cháu Lực làm công việc thiện nguyện này, đi giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn, thì những cái việc này cháu Lực sẽ không có bao giờ bị sợ sệt gì hay là những cái điều tâm linh gì đối với cháu Lực cô bác ạ. Nhưng hôm nay thì nhà chú chắc là có cô là cũng đang ở nhà sao ấy. Đấy, bé Hiếu thì đang chơi ở nhà bên này này cô bác. Hiếu ơi, Quân đâu, đi về nhà đi. Đấy, như cô bác có thể nhìn thấy một cái ngôi nhà mà rất là nhỏ nhỏ, được nằm trong một cái khu mà cũng rất là hẻo lánh. Đây thì có mỗi một đôi dép của em Quân ở trong nhà này, chắc là có khi em ở trong nhà này cô bác này. Bà Hiếu thì đang chơi ở bên kia. Hình như là không có nhìn thấy ai trong nhà này cô bác. Cái bóng đèn năng lượng mặt trời này thì hôm nọ
cúng là được bác xin đi lê. Bác có nhờ cháu Lực là mua lên. Và bây giờ thì hiện tại là cái bóng này không có còn dùng nữa. Quân ơi. Ôi, ngủ sớm đấy. Em bị ốm á? Vâng. Rồi anh chào Quân nhé. Em chào anh. Rồi. Em chào quý ông bà cô chú anh chị. Bị ốm như nào ấy? Hôm qua em đi cắt cỏ thì dầm mưa nên bị ốm ạ. Dầm mưa à? Ừ. Thì ông với bà đâu hết rồi? Ông với bà đi lấy cỏ rồi. Ông với bà đi lấy cỏ á? Vâng. Đến giờ này vẫn chưa về à? Chưa. Ôi, cái bé Hiếu thì một mình khắc chơi này. Vâng. Rồi. Bị thế này bị từ hôm qua à? Vâng. Uống thuốc gì chưa? Uống rồi. Uống rồi à? Hôm qua mà đi đâu mà lấy cỏ mà không có đội áo mưa à? Không ạ. Bé Hiếu thì chăm được anh không? Hả? Anh ốm rồi có chăm được anh không? Ông với bà thì đi lấy cỏ có xa không? Cũng gần thôi à? Vừa rồi lên thì không có gặp ông với bà đâu. Ở đây thì những cái bộ quần áo của em Quân thì cũng được em ấy treo lên rất là gọn gàng này cô bác này. À chưa nấu cơm à? Chưa. Chưa à? Một cái bếp ở bên trong nhà thì có vẻ nhìn như là rất là hẻo lánh như cô bác này. Có ngồi dậy được không? Uống thuốc gì rồi? Hôm qua em đi mua thuốc sốt để uống à? Đi mua thuốc sốt để uống à? Ừ. Là bị cảm à? Ừ. Ôi giời. À, qua mà đi tận đâu mà lấy về mà gặp mưa đấy? Đi tít dưới kia. Tít dưới kia à? Ừ. Đi lấy cỏ về cho nhà mình hay là cho ai? Đi lấy cho nhà mình thôi. Hay cho nhà mình à? Vâng. Rồi. Em Quân thì có thể nói là một phần là cũng do là chắc là kiệt sức rồi, và một phần thì cũng là do là chắc là gặp mưa thành ra là bị ốm nữa. Có đi rót nước về cho anh đi. Hả? Đéo năm hồi lớp pi đâu mà. Đéo năm hồi lớp pi bảy. Năm hồi lớp pi chín bảy. Về đây. Về đây. Ông ạ. Bé Hiếu thì thật sự ra cô bác là không chưa đi học và hiện tại là không biết nói tiếng Kinh một chút nào đâu. Bé Hiếu thì dạy cách sinh đã làm xong chưa? Chưa. Vẫn chưa làm xong à? Ờ. Đợi cho bác đi ký ạ. À. Đợi bác đi ký à? Ờ. À. Đêm qua thì một mình khóc ngủ đây rồi à? Ừ. Em dám ngủ đây rồi à? Ừ. Ông thì có ngủ đây cùng không? Có. Có à? Thế là em với ông là ngủ một chỗ à? Ừ. À. Đây, thưa cô bác, chỗ của em Quân ngủ thì cũng chẳng có một cái tấm đệm nào đâu. Dùng cái tấm chiếu này trải lên cái tấm ván, những cái tấm sàn. Cái đây là sàn mà còn dùng bằng tre thôi cô bác, chứ không phải là được dùng bằng gỗ đâu. Ngủ này thì có đau lưng lắm không? Có. Có cần đi mua, em có đi mua đệm không? Hay là hôm nào em mua đệm lên cho nhá. Lắp bị Quân mới ôm này. Hả? Ở nhà nhưng mà mặc dù ốm nhưng mà vẫn còn phải là chăm em nữa cô bác này. Một cái đứa trẻ mà phải nói là gánh vác ở trên đôi vai mình rất là mệt nhọc luôn. Đấy, vào trong cái ngôi nhà của em Quân thì buổi tối này cô bác này có thể là nhìn thấy ra bên ngoài rất là gió luôn. Vào trong nhà thì từ trước đến giờ thì cháu Lực nhìn thấy chẳng có một cái đồ dùng nào mà giá trị cả cô bác. Chẳng có cái đồ vật chất nào mà có giá trị kinh tế cao cả. Những cái ấm này, những cái phích này và những cái nồi này thì cũng được là ông mua từ rất là lâu rồi.
Có thể nói là cuộc sống của em Quân là từ nhỏ tới bây giờ chưa bao giờ gọi là được bằng bạn bằng bè cả cô bác. Hôm nay thì đã đỡ hơn chưa? Được. Hôm nay đỡ hơn rồi à? Ừ. Người thì còn có bị nóng trong người không? Có. Ốm thế này thì hôm qua về đêm hôm qua thì như nào? Qua không ngủ được. Đêm hôm qua không ngủ được á? Ừ. Sốt cả đêm à? Vâng. Ôi rồi. Hôm qua suốt cả đêm này ông thì phải chắc ông với bà thì chắc là lo lắng lắm rồi nhỉ. Ừ. Còn có mỗi mình em Quân là gọi là người mà có sức khỏe nhất ở trong gia đình thôi, mà đến hôm qua thì em đã bị kiệt sức và bị ốm rồi cô bác. Hôm nay nhìn vào khuôn mặt của em thì có vẻ là rất là hốc hác. Từ hôm qua đến giờ thì có ăn được cơm không? Có ăn một bát thôi. Ăn một bát thôi á? Ừ. Ăn một bát từ hôm qua đến giờ à? Ừ. Cố ăn cơm vào chứ. Không ăn được. Không ăn được á? Nhưng đêm em đi ngủ thì có sợ không? Bố mới mất thế này ấy. Có, tối nào em cũng thấy nhớ bố. Tối nào cũng thấy nhớ bố á? Rồi. Thế từ lúc bố mất đến bây giờ thì có hôm nào mà nằm mơ nhìn thấy bố nữa không? Có. Có á? Nằm mơ, em nằm mơ thấy bố đi thấy mấy lần? Thấy 4 lần. 4 lần là có nằm mơ thấy gió không? Cũng không gió mấy. Không gió. Thế mỗi lần nằm mơ này thì bố có nói gì với mình không, hay là mình chỉ nhìn thấy bố của mình thôi? Có nói ạ. Nói á? Ừ. Thế cái hôm mà bố mà mất đi đấy thì cái hôm đấy thì em bé Hiếu thì có biết không? Có biết à? Ừ. Bé Hiếu có nói về cái gì không, mà lúc mà bố em gọi là để vào trong quan tài đấy thì bé Hiếu ở không? Không cho ở gần đó. Không cho ở gần à? Ừ. Thế còn em hôm đấy? Em ở gần. Em ở gần à? Ừ. Bé Hiếu thì hôm đấy là cho đi đâu? Cho đi lên nhà chú bên kia chơi. Cho lên nhà chú bên kia chơi à? Rồi, nếu em thấy thì tối em không ngủ, em cứ khóc. Tối em không ngủ à? Ừ. Như đêm như này thì bé Hiếu có đòi bố không, hay là nói như nào? Có, đòi thì lừa thôi. Bảo là bố đi làm kiếm tiền cho mua sứa. Bố đi làm kiếm tiền mua à? Vâng. Mua sứa à? Vâng. Thì em mới không khóc. Em mới không khóc á? Vâng. Em mà có hôm nào mà một mình mà em mà khóc ở một góc nào chưa? Rồi á. Ừ. Nhưng lúc mà em khóc như này thì em thường nghĩ về cái gì thì xong em mới khóc? Em chỉ nghĩ đến bố thôi. Em chỉ nghĩ đến bố à? Ừ. Có bao giờ mà em cảm thấy nghĩ là mình bố mình mất đi rồi, làm những mình phải lo lắng cho ông với bà. Bà sợ không lo lắng được cho ông với bà thì em có khóc không điều đấy? Có à? Bây giờ thì ông với bà cũng già rồi. Em bị ốm thế này, em nhìn thấy ông bà đi cắt cỏ thì em thấy tội. Em chỉ mong là khỏe, xong là không cho ông bà đi làm nữa. Ừ. Cho ông bà ở nhà. Ừ. Lúc nhỏ thì ông bà nuôi lớn, bây giờ phải đến lượt em nuôi ông bà. Nhưng mà những công việc mà đi lấy cỏ với lại đi lấy rô lợn này thì bà vẫn còn chỉ cho ông với bà là lấy ở xung quanh nhà thôi nhá. Đấy, đừng đi xa quá, đi xa mà lỡ sợ sau này mà ông với bà có cái chuyện gì đấy thì em lại lúc đấy em lại không báo hiếu được cho ông với bà nhá. Như từ nhỏ đấy, từ lúc mà em lớn lên thì có được ông bà kể về người mẹ của mình nhiều không? Có à? Mỗi lần kể về mẹ của mình thì em cảm giác của em như nào? Em rất buồn. Em rất buồn à? Ừ. Em rất buồn khi mà mẹ đã bỏ mình đi như thế đúng không? Ừ.
Bây giờ mà em nhìn thấy bạn bè em đang đi tuổi ăn tuổi học thì em có muốn là mình được đi học lại không? Bây giờ nếu mà em đi thì ai cũng chê, bảo là không có bố mẹ. Ai cũng chê không có bố mẹ á? Vâng, thì em không đi. Và nếu mà đi thì không có ai ở nhà cắt cỏ và thái rau lợn cho ông với bà, thì em phải bỏ học ở nhà làm cho ông với bà. Có thể nói là em Quân là một cái đứa trẻ mà còn rất là nhỏ của bác, nhưng mà cái suy nghĩ của em rất là lớn. Em cũng biết là ở trên đôi vai mình bây giờ phải gọi là gánh vác cả gia đình rất là mệt nhọc đúng không? Ừ. Có bao giờ em nghĩ cảm thấy mình rất là bất hạnh không? Có. Có bao giờ em nghĩ đấy, nghĩ đến là tại sao mình lại có một số phận như vậy không? Có. Bây giờ thì mọi chuyện nó cũng đã đến với mình rồi. Thì mình cứ cố gắng mà phấn đấu lớn lên nhá. Để báo hiếu được cho ông với bà đã có công nuôi mình từ từ nhỏ cho đến lớn. Em có, nếu mà em đi ra hàng xóm của em thì các bác hàng xóm của em thì có bao giờ kể trước kia cái chuyện trước kia cho em nghe không? Có à? Các bác thường kể với mình là như thế nào? Đi đâu thì các bác cũng bảo là bây giờ lớn thì đừng đi đâu chơi, không được ăn chơi nhiều, ở nhà nuôi ông bà. Lúc còn bé thì em ngủ đái làm hỏng 3-4-5 cái chiếu như thế này, thì mấy chú hàng xóm kể bảo cho em ở nhà, bây giờ thì ở nhà nuôi ông bà với em ạ, em gái ạ. Nhà nuôi ông bà với em gái à? Vâng. Bây giờ mà em đã từng cho mình là một cái ước mơ nào đấy chưa? Vâng. Ước mơ à? Vâng. Em có thể kể cho anh nghe là cái ước mơ mà em từng muốn là gì trước khi đi em đi học không? Em muốn lúc đi học thì em chỉ muốn là ông với bà với bố mẹ ở nhà hạnh phúc luôn mạnh khỏe thì em được đi học. Em chỉ muốn đi như vậy. Và bây giờ ông bố với mẹ đều mất rồi thì em muốn làm cho ông với bà, nếu mà được thì em chỉ muốn làm cho ông với bà một ngôi nhà để ông bà còn có nhà mới. Bây giờ ông với bà thì ngủ căn nhà này thì cũng lạnh, nhìn ông với bà ngủ thế nào cũng run thì em sợ. Nhờ em thì em vẫn ngủ được, nhưng mà ông với bà thì yếu rồi, bây giờ già yếu rồi. Bây giờ em không được đi học như này thì em có muốn là bỏ học ở nhà với em không? Không ạ, bây giờ em bỏ học thì phải cố gắng đi làm kiếm tiền để cho nuôi cho em đi học hết, để mai sau em đi đâu làm cũng xin việc gì ạ. Xin việc gì à? Để cho sau này em không có khổ như em hiện tại bây giờ đúng không? Vâng. Nhưng mà em có sợ là sau này bé Hiếu mà lớn lên thì có bị ai mà gọi là nói những cái câu mà như trước kia người ta đã từng nói với em không? Em có sợ các bạn là trêu Hiếu không? Có. Có à? Vâng. Đấy, lớn lên một chút thì em phải bảo bé Hiếu này. Đấy, về nhà thì phải dạy bé Hiếu ngoan ngoãn lấy phép nhá. Cái bóng điện này thì rất là sáng nhỉ. Đấy, bây giờ thì nhà em Quân không có dùng cái bóng điện mà bóng điện lưới nữa cô bác. Sẽ thay vào là cái bóng điện mà hôm nọ cháu Lực mua lên cho em Quân. Bây giờ ở bên ngoài thì trời rất là tối rồi cô bác này.
có ngủ thì nếu mà để em ngủ một mình ở nhà thì em có dám ngủ không? Có. Có à? Ừ. Một mình vẫn dám ngủ ở nhà. Vâng. Ừ, điện thoại hôm trước thì có còn dùng tốt không? Có. Sao hôm qua mà bị như thế thì không gọi cho anh? Có, em lấy sạc ở nhà bên kia, em không đi được không? Tối qua lấy sạc à? Vâng. Cũng phải cẩn thận nhá. Bây giờ chỉ có một cái điện thoại duy nhất để em liên lạc thôi nhá. Vâng. Đi làm, đi có lúc mà em đi làm thì em có cầm điện thoại theo không? Không ạ. Không cầm á? Vâng. Tại sao lại không cầm? Sợ hỏng ạ. Sợ hỏng á? Vâng. Cứ cầm theo đi, có gì thì còn biết mà gọi cho anh nhá. Vâng. Lỡ đâu mà đang đi lấy cỏ bị rắn cắn hay là như nào còn biết gọi cho anh hay như nào chứ. Đấy. Phải nói là vào trong cái ngôi nhà của em Quân ấy cô bác, trong ngôi nhà thì gió thổi vào rất là lạnh luôn. Không biết là đến mùa đông thì sẽ lạnh thêm bao nhiêu nữa. Đến mùa đông thì thường đắp bao nhiêu cái chăn thì mới ngủ được? Đắp 2-3 cái chăn. Đắp 2-3 cái chăn mới ngủ được à? Vâng. Cái chăn này à? Vâng. Mặc dù em Quân cô bác chỉ có đi học đến lớp 5 thôi thì em đã bỏ học rồi đúng không? Vâng. Đấy, nhưng mà em rất là ngoan ngoãn này và lễ phép với những người lớn này cô bác ạ. Lúc nào lên thì đều gặp cháu Lực, đều chào cháu Lực xong là cách nói chuyện của em thì rất là ngoan. Em thì biết đọc biết viết là biết hết đúng không? Ừ. Em mấy nữa thì mà Hiếu mà đi học ấy thì em cũng phải là kèm cặp thêm em Hiếu thêm nhá. Ừ. Đấy, ở trong nhà thì cũng dạy em mấy nói chuyện ngoan ngoãn lề phép như em này nhá. Ừ. Nói cái gì cũng phải là vâng ạ nhá. Ừ. Đấy, người ta gọi bảo là Quân ơi thì mình không được nói ơi nha, mình phải nói dạ nhá. Ừ. Thời gian này đã có đi ra ngoài, đã có ai trêu em chưa? Chưa. Ừ. Trước kia thì trêu em thì lúc đấy em như nào? Trêu em thì bố em chưa mất, nhưng vẫn buồn khi từ nhỏ đã không được gặp mẹ. Từ nhỏ đã không được gặp mẹ à? Lúc đấy là người ta trêu mình là không có mẹ à? Ừ. Lúc đấy có khóc không? Có. Cũng lại thu mình vào một góc để khóc à? Ừ. Nói là không biết là bao nhiêu những cái giọt nước mắt của em Quân là đã rơi trên cái gò má của em xuống rồi. Về thì có bạn trước về thì có nói với ông với bà không, bảo là có người trêu không? Không nói đâu, nếu mà nói thì sợ ông bà buồn. Sợ ông bà buồn à? Ừ. Thế là mình cũng không nói theo luôn à? Ừ. Nói là em Quân là rất là biết ra suy nghĩ trong cô bác này, những cái nỗi đau nỗi buồn của mình chỉ để một mình gánh vác ở trong lòng thôi, không có ra nói với ông bà để cho ông bà lại buồn thêm. Có bao giờ đi học trước kia đi học thì có bao giờ mách đến cô giáo không? Mách cho cô giáo không? Dạ. Rồi à? Ừ. Mách cho cô giáo thì các bạn có trêu không hay là vẫn trêu? Không ạ, mách cho cô giáo không. Cô giáo không cho trêu, cũng không trêu nữa. Không cho trêu nữa à? Ừ. Bây giờ thì ốm thì như nào rồi? Cảm giác như nào rồi bây giờ ấy? Không được bây giờ. Cũng lớn rồi à? Ừ. Có còn là bị nóng, bị lạnh nữa không? Ít thôi ạ. Ít à? Ừ. Đêm qua thì bị lạnh lắm à hay là nóng? Qua lạnh. Lạnh à? Ừ. Qua thì đắp mấy cái chăn thì mới lạnh. Đêm qua thì đắp một chăn hay là bao nhiêu chăn? Hai chăn ạ. À. Đắp hai cái chăn à? Ừ. Hôm qua thì chắc là do là em Quân là đi dính mưa của bác, thành ra là em ấy bị cảm luôn rồi. Em
dậy đi đâu à? Thì ông bà về mới có nước uống á. Cái quần áo thì chỗ này thì treo lên gọn gàng nhá. Quần áo này thì mua hay là như nào? Cũng là bác cho. Cũng là các bác gửi cho à? Rất là tối rồi cô bác. Bà thì vừa về đến nhà thôi. Ông thì còn chưa thấy đâu. Bà thì bây giờ thì đang đợi là em Quân cho là em Quân là nấu cơm rồi cô bác. Đun nước để cho ông với bà uống xong là nấu cơm. Bà thì vừa bảo với cháu Lực là đi bà thì lấy dầu lợn về cô bác này. Bà này bị tê tơ mại, bà này bên này thùng không hay là phò bà nào? Ừ, thùng không á. Hiếu đó này. Hiếu cả luôn ta. Ờ. Hiếu nào đấy. Ừ. Ý chiếm bà ý xám cũng thì vô phúc. Ý hiếu có bà đây. Ý xám cũng thì vô phúc nào hết chạy. Bố mới nhìn chiếm mà lại thẩm là cơ. Thú phim này thôi biết nào hết chạy tới nào. Ờ. Ồ, khó khăn là cơ. Bà thì vừa kể với cháu Lực là trước kia thì không có tiền để mà mua bìm. Với lại mua bìm để cho bé Hiếu với lại em Quân. Thì hỏng đi mất là hai cái chiếu này cô bác này, ba cái chiếu. Và điệu hai em thì phải nói là trẻ con mà cô bác. Thì lúc mà đái dầm lên ấy, phải nói là lúc mà các em đái thì bà bảo là mùi hết cả người đi. Thì có lần mà đi ăn cơm với lại hàng xóm thì người ta thì mặc áo đẹp đẽ để đi, còn là mình thì chỉ có những cái bộ quần áo mà cũ rồi để mặc đi thôi cô bác. Phải nói là ông với bà phải rất là tiết kiệm thì mới có tiền để mà nuôi hai em lớn lên như ngày hôm nay. Em Quân thì bây giờ cũng đã lớn rồi, năm nay được 14 tuổi rồi cô bác. Bà thì vẫn còn phải là đi ra ngoài để đun cái phần cám lợn để cho ngày, để cho sáng hôm sau này cô bác này. Nói là cái cuộc sống của em Quân đấy cô bác, bây giờ thì thiếu đi tình cha với tình mẹ rồi. Cả hai anh em ai cũng là đều gọi là mồi cô hết, chỉ còn khó ông với bà là cái người mà nương tựa cuối cùng thôi. Mà em chip điện pha nào. Mặc dù em Quân bây giờ thì vẫn còn đang là bị sốt này cô bác này, nhưng mà em ấy còn vẫn rất là chịu khó để nấu cơm cho ông với bà. Em bé có bé Hiếu thì có trẻ con cô bác, thành ra là em Quân gấp gọn rồi, bé Hiếu lại lên nghịch và lên đùa, thành ra là lại bờ bộn một chút. Gấp như này thì bé Hiếu buổi sáng thì dậy ra gấp thì bé Hiếu lại nghịch à? Những cái món mà đồ chơi hôm nọ mua cho bé Hiếu thì bé có thích không? Khó. Khó à? Thế bây giờ thì có thêm cái bóng đèn này vào thì không phải dùng cái bóng đèn điện lưới nữa nhỉ? Đấy, ban ngày thì nó tự sạc lên, xong là đến đêm thì mình dùng, đến lúc mà mình đi ngủ thì lại tắt đi rồi. Mặc dù ngôi nhà rất là nhỏ thôi, nhưng mà được em Quân sắp xếp đồ rất là gọn gàng của bác ạ. Gạo thì để đây à? Gạo của nhà em Quân thì vẫn còn rất là nhiều bao này cô bác này. Hôm nọ thì làm cái phần ma chay cho bố xong đấy, thì cũng được là hàng xóm là mỗi người đóng góp cho một ít gạo, cho nên là bây giờ vẫn còn dư ra rất là nhiều. Tối nay thì nấu cơm với gì? Nấu cơm với canh ạ.
cơm với canh à? Tiền hôm nọ anh đưa cho thì chưa đi mua thịt à? Chưa à? Đây thì phải đợi đến ngày chủ nhật thì mới đi mua được đúng không? Đấy, trích cái tiền đấy ra để mua thịt cho ông với bà ăn nhá. Đấy, được quý cô bác gửi cho em thì để mua thực phẩm đấy. Thì cái số tiền đấy cũng đừng dùng tiết kiệm quá nhá. Đấy, mua thịt mua thà về để cho ông với bà là ăn. Và xung quanh ngôi nhà của em bé của em Cương thì ngoài nhà chú thì cũng đi ngủ rất là sớm, chỉ nghe được những cái tiếng dế kêu này, tiếng giun kêu ở bên ngoài thôi. Bây giờ thì phải nói là hàng xóm của em Quân ở khu này ai có việc gì thì em đi làm cái việc đấy thôi cô bác. Như hôm trước thì em cũng có đi cắt cỏ thuê này, phải nói là làm đủ mọi cái chuyện để mà có tiền. Nhưng mà ở đây thì người ta bảo đi làm việc xấu thì Quân đâu đi nhá. Đấy, lỡ đâu mà mình không biết, mình thấy người ta thấy mình hiền đấy thì người ta lợi dụng mình đi làm những cái việc xấu đấy. Cái việc mà nguy hiểm thì có biết những cái việc nào chưa? Rồi đấy. Có lẽ là đêm nay là sẽ ngủ cùng Quân một đêm thôi nhỉ. Tí cả ông ấy về này thì ba ông cháu cùng ngủ à? Ôi bé thì vừa chạy đi đâu rồi nhỉ? Vừa theo bà đi đâu rồi? Chắc là đi sang nhà chú bên kia. Sang nhà chú bên kia á? Vừa rồi bà thì chắc là đang còn đun cám lợn ở cái kia đúng không? Bây giờ thì cũng đã gần là hơn 7 giờ rồi cô bác. Ông với bà thì vẫn còn đang là lục đục làm nốt những công việc ở bên ngoài nữa thì mới về được, mới lên nhà. Buổi đêm thì em tầm mấy giờ là đi ngủ rồi? Đêm là tầm 8 giờ đi. 8 giờ là ngủ rồi à? Ừ. Thôi, có thể nói là ngủ em Quân ngủ rất là sớm cô bác. Bởi vì là buổi sáng em dậy rất là sớm. Sáng thì 5 giờ em đã dậy rồi đúng không? Mùa này thì 5 giờ dậy thì trời còn rất là sáng rồi. Mấy nữa đến mùa đông thì nếu mà 5 giờ dậy thì chỉ có là gọi là nấu cám lợn được không thôi. Lợn của em thì có một con đúng không? Bé Hiếu thì đêm đi ngủ thì có bao giờ khóc không? Có. Em có à? Ừ. Sữa hôm nọ thì em có thích uống không? Có. Có à? Ừ. Từ trước đến giờ em có được uống cái sữa hộp đấy bao giờ chưa? Cái sữa bột đấy. Chưa. Cái sữa bột kia thì mua rất là đắt đấy. Một lọ rơi vào tầm 500 nghìn rồi đấy. Cái gì đấy? Con gì cắn? Con gì cắn á? Ừ. Chắc là con kiến đấy. Đun nước này xong thì mình nấu cơm à? Nấu cơm là đợi ông với bà là rửa chân tay về nó ăn cơm à?
Đêm nay thì cháu Lực sẽ ở lại với em Quân là một đêm. Đến sáng hôm sau thì mới về. Và ở lại với em Quân thì gọi là một phần là làm bạn của em Quân trong thời gian mà bố em ấy vừa mới mất ấy. Mày hôm nay thì còn có ai ra ngủ cùng nữa không đêm ấy? Không ạ. Không à? Vâng. Mọi hôm trước thì hàng xóm thì ra là được mấy hôm? Ra 5-6 hôm. 5-6 hôm à? Vâng. À, có nghĩa là ở trên vùng cao này có bác này, có nhà nào mà có người vừa mới mất ấy, thành ra là được hàng xóm hay là người thân hay người quen gì đấy ra là sẽ gọi là làm bạn này, ngủ cùng một đêm, đến sáng hôm sau thì người ta mới về. Nước bây giờ nước ấy sôi chưa? Sôi rồi. Sôi rồi, thế bây giờ chuẩn bị nấu cơm đấy nhỉ? Ừ. Bây giờ thì hai anh em mình nấu cơm là đợi ông bà thôi nhỉ? Ừ. Còn bây giờ thì cũng khá là muộn rồi cô bác. Chắc có khi là cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa. Hai anh em sẽ nấu cơm, đợi ông với bà. Rồi thì một tí nữa cháu Lực sẽ ở lại với em Quân một đêm nhá. Vâng. Em rất là biết ơn anh và biết ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đã gửi tiền cho con và đã gửi những đồ thực phẩm cho con. Và con không mất tiền để đi mua nhiều. Và quần áo, nếu mua cho quần áo cho em với em gái, với ông, với bà. Bây giờ đến mùa đông thì cho ông với bà mặc, không rét, ông với bà mới không rét mấy. Con rất biết ơn ạ. Như này, nếu mà mày nứa đến mùa đông thì lại đi mua quần áo mùa đông thì không biết là mình lấy tiền đâu ra, đúng không? Vâng. Có nghĩa là phải mình đi làm một ngày thì còn chưa mua được một cái bộ quần áo mà mùa đông thôi ấy. Mùa này thì chuẩn bị sang mùa thu rồi thì nó cũng sẽ se lạnh một chút đấy. Đi đâu thì cũng phải cẩn thận nhá. Mặc áo ấm vào. Đấy. Còn bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ nấu cơm thôi nhỉ. Nấu cơm đợi ông với bà thôi. Và cháu Lực không xin được kết thúc cái thước phim này ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Con kính chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác.